bạn ý hít đường dương, bạn ý thở đường dương ấy, thì bạn ý cảm thấy nó bị nhanh chóng bị khô mũi và khô họng. Thì theo em đoán thì cái đấy thì có thể là do cái hơi thở của bạn ý. Bạn ý hít vào, khi bạn ý hít vào thì bạn ý hít nó hơi sâu, sâu quá. Hít sâu quá thì nó mới tạo ra cảm giác là nhanh chóng bị khô mũi và khô họng. Chứ bình thường mà mình mà hít hơi vừa phải thì nó sẽ không có cái cảm giác là bị khô mũi khô họng một cách nhanh chóng như thế. Trừ khi là mình tập trong một thời gian nó dài thì nó mới tạo ra cái cảm giác là khô mũi khô họng. Chứ mà mình mà tập trong khoảng thời gian ngắn thì mà mình hít với hơi vừa phải thì nó chưa thể mà gây được cảm giác là khô mũi khô họng luôn. Thảo hít hơi dài hay là hơi ngắn? Thì theo em nghĩ là như vậy. Thảo có hít hơi thế nào, có dài không? Cũng có thể, tại vì khi mình đã khi em học ấy thì cái hơi thở của mình nó dài đúng không? Và khi nó dài như thế thì cái hơi thở của em bao giờ cũng gấp đôi hơi thở của chị. Đấy, thế thì chị mới càng cái hơi thở của em là vì em tập yoga và em tập yoga thì em cái hơi thở của bản chất nó dài hơn của chị. Đúng rồi. Và khi mình thở được sâu hơn thì mình đẩy cái khí dương vào với cơ thể mình nhiều hơn thì nó đẩy ra từ đan điền, nó đẩy ra, nó sẽ là một cái nó đả thông cái bên trong đấy, nó ra ngoài bằng cái cuống họng, nó ra nó mũi thì em mới cảm nhận được nó vào. Em chú ý là thở âm dương khí công này nó không hít sâu, thở sâu không phình bụng, không phải là, không rất là tự nhiên, đúng rồi. Tự nhiên linh động thoải mái, không phình bụng cũng không có cứng cơ thể mà cũng không có không hơi thở. Đúng bình rồi. Thường á là các chị thở là các chị tức là các chị thở bằng các lượng các lồng ngực này thôi chứ không thở hai cái lá phổi, hai cái thông tích lá phổi. Thế nhưng khi em thở là em thả lỏng ra và mình tức là hơi thở em vẫn giống như với bình thường. Thời gian tập luyện chắc chắn là đúng không? Vâng, thì em cũng có một cái thời gian nhất định để trải nghiệm. Đấy, đúng rồi, phải có một thời gian thì mới 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 thở được bằng hai cái phổi của mình. Đúng rồi. Em phải thở trên bề mặt da nhé. Thở trong cổ họng thì nó sẽ khô họng thật đấy. Phải thở bên ngoài bề mặt da thôi, có nghĩa là khi chị hít vào nó bắt đầu từ cái huyệt 19 luôn. Còn chị mà đưa hơi vào mũi sẽ khô mũi và khô họng của mình. Chị đưa ra ngoài bề mặt da nên chắc chắn là chị đưa vào họng rồi, chị đưa vào họng nó phải khô đấy, không có vẻ như thế.